vô. Để quay mình vô, mình quay quay giờ đi cái bộ đi Châu Đốc rồi mình đi quá trời luôn chứ bộ không đi á. Nhiều khi yếu trong người. Từ phải, thời gian. Tiết này nó vậy đó. Thì rồi thời tiết này nó dễ vậy bị gì. Đi Châu Đốc biết cũng xa lắm chứ rồi mình đi. Cẩm. Trời bà nó. Con có đeo này. Không mấy năm trước nữa à. Tới rồi. Tới. Không từ nào giờ mới vô cái thác này đầu tiên. Đi cho biết không đi nữa, dạ. Đi cho biết. Sao bảy phát hiện ra cái thác này hay quá bảy. Đi lâu rồi đó. Vậy đó hả? Bà nói đi đường này sao nó không giống cái đường của bà. Đường kia qua đi cái đầu kia vô. Bà nói dạ, còn nữa, còn đầu khác nữa hả? Trời ơi, nó hai ba đường vô lận tại mình đường. Đi hơi đường cái hướng Đà Lạt về. Là nó có một ở ngoài sung lắm. Bà nói cơm, có bán sung. Cơm đồ sung lắm. Trời ơi bảy. Ừ. Cơm niêu rồi. Nhiều rồi nữa. Một vé 200. Là xế khỏi. Tôi không vô đâu nghe, tôi mệt lắm, tôi không đi à. Nằm đây. Đi không nổi. Ói tới mặt xanh rồi còn đi nữa. Vậy mua vé rồi. Không có còn nước sao nãy không nói để người ta mua vé. Thôi kệ nhậm gì, ăn thôi đi đi đi. Phải ý nói vậy. Xui ơi. Ê, gắn đi đi chơi đi cho biết. Đi chị. Gắn đi xui. Mệt dữ không? Chị ngậm cái gì nãy giờ tám mưa quên rồi. Cái mũi. Cái mũi. Chị ngậm cái mũi nó ấy. Thôi ngậm vô coi chừng nó ói nữa. Không không có ói đâu. Cái mũi không ói. Tôi sợ quá. Cái mũi mặn mặn. Giờ tôi sợ gì vô họng tôi à. Bỏ trong bóp mấy cái thì chị bỏ. Vì bà ba không mấy vô quán cà phê nè. Nói giờ người bệnh không vô trả vé lại được không? Hả? Đâu có ghi tên gì đâu. Ờ. 4 vé 200 ngàn. Đâu đâu thử chú liên lạc thử coi chứ bây giờ ba người vô bị cầm 4 vé chị. Chẳng có. Hỏi thử hả? Quay cho cả nhà coi nha, đi vô tháp Trúc Đêm nhà hàng siêu thị nha.
như mình đi 4 vé bà bệnh không vô vé là đem ra trả được không? Dạ. Đem ra trả được. Người bệnh ạ. À? Ừ. Bây giờ họ không vô nữa nhỉ? Ờ đúng rồi. Sang chỗ phòng dịch vụ này này. Hôm giờ đưa vé cho thằng em đi chạy nó bãi rồi. Chắc lên cổng cũng có chị để chi nó mà. Đi vô bãi. Chị Xuân ơi, đi vô ngõ này không? Dạ, đi thác đi đường này. Ờ, cảm ơn. Trời ơi, gốc cây đẹp ghê không? Ồ, càng dữ lực. Vô đi. Hả? Đi ngõ mình này. Wow, quá xinh đẹp. Rất xinh đẹp. Bệnh không đi. Ra ngoài trả vé có được không? Chắc cái chạy ra ngoài. Ừ, nó chạy ra ngoài trả vé. 200 ngàn. Không đi đó mẹ, cho anh ta khỏi mẹ. Bữa giờ tới vé. Ôi, là ta đi cho thoải mái chút xíu, chút xe cho đỡ. Không, không mấy đi vòng vòng cũng được. Ừ. Vô đây ngồi, trời ơi, đẹp ghê không? Nằm đây cũng được. Quầy đi nữa. Quay đi rồi nắp ra đi chụp hình nè. Làm chùa. Chùa tuổi á. Lần đó có trở về như cho nhiều. Dạ đó. Công ty rồi, từ cháu rồi. Mà đó đâu có. Con nó không gì mà con gì mà nó ẩm con nó nè. Gì đó. Vì bảy chị Xu bước vô rõ hơn quay chân. Bảy chị Xu bước vô mà. Chị Xu bước vô nó quay chân. Bước vô, bước chân dặn á. Trăm trăm gì bảy bao nhiêu giờ vô khắp
lên nó xuống. Cả nhà nghe tháp chảy thôi. Giấu con đưa cho chú Liêm nó ra trả vé thử coi được không. Ơ à, có cái cầu treo kìa. Qua bên đây chắc nó mới xé vé mình. Qua bên đó nó mới xé vé mình nữa. Không du lịch người ta làm nó chưa đi vô là quen giả không có trồng bông cần. Cái này nè, nó coi cái này nè. Còn bên đây là trên để xuống nè.
Để xuống nó dậy qua, đường nhà bên đây nè. Ủa, há cần nào rớt xuống thì có là người đó sẽ trượt xuống nhanh lắm mà. Chết luôn, đập đầu vô đá chứ đừng. Sẽ dừng lâu, có dừng đây nè. À, bao giờ bấm giờ nó chạm nó đổ qua đây nè, nó tràn ra đây. Ba bị đập đầu vô đá, nó có cái đá. Rớt xuống là bị đập đầu vô đá. Tại vì đá mà, há là chỉ là nước thôi. Cái đầu.